một công ty khoa học nào đó ở thành phố H, Trung Quốc, tháng 6 năm 2014. Phi Phạm, cậu nhìn thấy chưa? Cảnh tượng hai viên tướng đắc lực dưới quyền cậu tối qua đã tăng ca trong đêm xuân đầy phấn khích. Cậu dẫn dắt đội như vậy đấy hả? Tôi cho cậu thời gian một tuần, cậu chỉ có thời gian một tuần. Hãy làm tỷ lệ nhấp chuột tăng lên cho tôi. Nếu không, cậu hiểu mà. Tôi hiểu. Người thích nghi được thì tồn tại. Nói đi, định làm thế nào? Cam tâm chịu phạt. Phạt thì có ích gì? Lấy công chuộc tội. Hãy nghĩ nên làm thế nào tăng tỷ lệ nhấp chuột lên. Hệ thống hồ gầm rất lợi hại. Chỉ cần có đề tài, tỷ lệ nhấp chuột sẽ bùng nổ. Vậy bây giờ cậu hãy cho tôi một đề tài. Tôi cảm thấy vì chuyên mục của chúng ta lấy bí ẩn siêu nhân làm chủ đề, vậy thì đề tài đăng báo không nên chỉ có bí ẩn mà còn cần phải có kinh dị. Như vậy mới kích thích. Đúng, có rất nhiều những bài báo trước đây đều là đăng những câu chuyện được bịa ra. Độc giả đã không còn thấy lạ nữa. Tốt nhất phải là câu chuyện thực sự. Nói tiếp đi. Trong tay tôi luôn có một vụ án. Tại một khu rừng sâu trên núi ở phía Bắc, 30 năm trước, xảy ra một câu chuyện kỳ lạ. Nghe nói khi đó có một thôn dân bị mất tích trong rừng. Sau đó đột nhiên lại xuất hiện. Cả người anh ta trở nên không bình thường. Ban đêm còn đến mấy nhà ở trong thôn. Nghe nói ở phía sau còn có một con ma đi theo. Đêm hôm đó có mấy thôn dân biến mất một cách kỳ lạ khi ngủ. Trong đó còn có một người họ hàng xa của tôi. Anh ta nói mình bị chúng ta và hại những người kia. Bây giờ đã không còn biết tung tích của người thôn dân đó nữa. Được. Vậy chúng ta hãy bắt tay từ vụ án này. Vũ Thần, bây giờ cậu hãy đặt vé đi trong tối nay. Tôi sẽ theo sau. Mời vào. Ký tên ở đây ạ. Vũ Thần có tin tức mới gì chưa? Đã 2 ngày rồi, một chút tin tức cũng không có. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Thơm quá. Thư Nhã, tay nghề nấu ăn của em càng ngày càng tốt đấy. Ăn chung đi. Đúng rồi, năm sau công ty của anh lên sàn. Anh nhất định sẽ đổi một căn nhà lớn hơn, rồi thuê người giúp việc. Sẽ không để một chuyên gia thôi miên là em phải vất vả nữa. Em có chuyện muốn nói với anh. Em yêu người khác rồi. Cái gì? Alo, tôi vừa tìm được đương sự. Nhưng ông ta nói thời gian đã lâu quá. Có rất nhiều chi tiết không nhớ được. Anh hãy mau đến đây. Tốt nhất hãy đưa đại sư thôi miên của anh cùng đến. Alo, anh có nghe không sếp? Anh ta là ai? Anh đừng hỏi nữa, em sẽ không nói đâu. Em sẽ giúp anh lần cuối cùng, xem như là bù đắp cho sự áy náy của em. Quay về, hai chúng ta sẽ hòa nhau.
em đã hứa sẽ ở bên anh cả đời. Lời thề non hẹn biển khi yêu chính là những lời nói vớ vẩn khi mất đi lý trí. Em cũng nuốt lời như những người khác. Em cũng phải cho anh một lý do chứ. Chuyện tình cảm nhất định phải có lý do sao? Chú Trần, Thư Nhã học môn tâm lý học, biết thuật thôi miên. Bởi vì thời gian đã quá lâu, cách tốt nhất chúng ta hãy đến nơi xảy ra sự việc tiến hành thôi miên, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Đúng, chúng tôi có thể lái xe chở chú đi. Tôi làm đầu bếp ở đây, không đi đâu được. Tôi còn phải sống, phải nuôi con gái của tôi. Bố, hay là chúng ta xin nghỉ phép đi. Thật ra con cũng rất muốn biết rốt cuộc bố đã trải qua chuyện kỳ lạ gì. Kỳ lạ gì chứ? Trẻ con đừng có chen vào. Tuổi trẻ hay hiếu kỳ, hãy xem như vì con gái chú mà xin nghỉ phép đi. Không được, chuyện này không được, sẽ bị trừ tiền lương, không khéo công việc của tôi cũng mất luôn. Các người hãy quay về đi. Tôi phải chuẩn bị làm bữa tối cho khách rồi. Căn nhà này sao lại tồi tàn thế nhỉ? Nơi này hoang vu hẻo lánh, cậu còn muốn ở nơi thế nào? Không thích thì bảo bố cậu xây cho một căn. Cũng đã nửa đêm rồi, hay là anh về nghỉ ngơi với Thư Nhã đi. Ngày mai tôi sẽ bảo ông ấy kể lại ngắn gọn cho tôi nghe, viết đại một bản báo cáo nộp là được. Cậu làm vậy không phải thành bịa chuyện rồi sao? Thật ra tôi cũng từng có trải nghiệm như vậy trước đây. Có một lần tôi một mình đi bộ lên núi. Trời tối, tôi tìm một vách núi dừng chân để nghỉ ngơi. Kết quả, sau đó quay về thành phố, tôi bệnh nặng một trận, ngày ngày mơ thấy ác mộng, sau đó còn tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý đó chính là Thư Nhã hiện giờ. Cậu tự mình dọa mình thôi, tôi không tin mấy việc đó đâu. Có điều, chuyện này hình như không nghe Thư Nhã nói với tôi. Đó đã là chuyện rất lâu về trước. Gần đây anh và Thư Nhã có chuyện gì à? Hay là nói về Trần Bảo Toàn đi. Tôi cảm thấy ông ta bị trúng tà rồi. Suốt ngày thần kinh cứ bất ổn, không được bình thường cho lắm. Chắc chắn là thứ đó vẫn bám theo ông ta. Cậu đừng cứ trúng tà mãi như vậy. Phi Phàm, đừng đùa nữa, không hề vui chút nào đâu.
đưa tôi 2.000 tệ, tôi sẽ đưa các người đi. Bắt buộc phải dẫn con gái của tôi theo. Mở miệng ra là 2.000 tệ, sẽ không lừa tiền chúng ta chứ? Lừa tiền là chuyện nhỏ, tôi cảm thấy con người này càng ngày càng kỳ lạ. Lỡ như hồn của chúng ta cũng bị bắt luôn, một đi không trở lại nữa thì sao? Được, đưa đi, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Là gì vậy? Là thứ quái quỷ gì vậy? Hình như chỉ là một con rơi. Làm gì có con rơi nào to vậy chứ? Vượt qua hẻm núi này, chúng ta sẽ nhìn thấy một con đường núi nhỏ. Chúng ta chỉ có thể đi bộ lên trên núi. Mau đi thôi, nơi này ghê quá. Xe chỉ có thể đi đến đây thôi. Chúng ta chỉ có thể đi 2 km dọc theo đường núi. Nhìn thấy một cái hang động lớn là tới.
Đúng, đúng, chính là ở đây. Thời gian vẫn còn sớm, tìm một nơi ổn định lại trước đã. Phía trước có một bãi đất phẳng, đi thôi. Khi nào sẽ bắt đầu? Tốt nhất là vào thời gian đã xảy ra sự việc. Chú Trần, chú nhớ thời gian cụ thể chứ? Đại khái khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Được. Được rồi. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này thật là đẹp. Lần này nếu lượt nhấp chuột tăng lên, năm sau công ty lên sàn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó không cần mua nhà nữa, tôi sẽ mua được một chiếc xe RV lái đến đây, sau đó đốt lửa nướng thịt, tiếp đến có thể du ngoạn thế giới. Cô thấy sao Thư Nhã? Sao cơ? Chắc chắn là rất lãng mạn. Tôi cũng thấy vậy. Hay là bảo chú Trần kể lại những trải nghiệm năm xưa đi. Ông ấy ngủ rồi. Được rồi, vậy mọi người hãy thu dọn đồ đạc, lát nữa chúng ta ngủ. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Nào, bánh kem sinh nhật, đại thọ tinh. Chỉ chờ bánh kem của anh nữa thôi, cũng được chứ. Đây là người đẹp Thư Nhã, chuyên gia thôi miên tôi quen trên mạng. Chào cô. Chờ anh thôi đấy, mau đến đây. Cùng đến đây đi. Mời. Ngạc nhiên chưa? Tôi từng nghe đến anh, chủ biên của chuyên mục Siêu Nhiên Thần Bí. Hôm nay gặp mặt, không những có tài, mà còn rất đẹp trai nữa.
Không dám, quá khen rồi. Anh học chuyên ngành gì? Triết học. Sao anh lại chọn học chuyên ngành này? Lý Tiểu Long cũng học triết học đấy. Lý do này quá tùy hứng. Vậy công việc hiện giờ và chuyên ngành anh học không liên quan với nhau à? Chuyện này cũng rất bình thường mà. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lý Tiểu Long cũng vượt được qua biên giới, được cả thế giới biết đến, chứng minh triết học chỉ là phương pháp, cuối cùng vẫn cần phải ứng dụng vào thực tế. Thứ hai, Hawking nói triết học đã chết, chỉ có khoa học. Còn tôi thì muốn thay đổi cách nhìn về thế giới này. Tôi nghĩ chỉ có triết học vượt qua triết học mới không chết mà thôi. Cái này thâm sâu quá, tôi khó mà hiểu được. Thật ra tôi cũng không hiểu lắm. Chỉ là lúc học trung học, thường hay nghĩ về những câu hỏi như ý nghĩa của sinh mệnh là gì, tôi nên sống như thế nào qua kiếp này. Tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân khiến tôi học triết học. Chỉ là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được đáp án mà thôi. Anh đùa với tôi à? Không đâu. Tôi vẫn luôn có một câu hỏi chưa tìm được đáp án. Thế nào, hôm nay đại chủ biên có thể cho tôi câu trả lời không? Tất nhiên là được. Nhưng để đảm bảo lần này anh nói thật, tôi phải làm một phép thuật nhỏ với anh. Có dám thử hay không? Cảm ơn. Bắt đầu nhé. Được. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Người ở thời đại này của chúng ta đa số đều đã không còn tin vào tình yêu nữa. Anh cảm thấy tình yêu vĩnh hằng có tồn tại không? Có tồn tại. Nhưng thời đại đang thay đổi, quan niệm đang thay đổi, khái niệm về vĩnh hằng cũng đang thay đổi. Vậy thái độ của anh là gì? Thái độ của tôi là tôi không cầu mong một tình yêu thiên trường địa cửu, chỉ trân trọng hạnh phúc ở trước mắt. Nếu ngày nào đó người tôi yêu chán ghét tôi, muốn rời bỏ tôi sẽ chỉ âm thầm cầu chúc cho cô ấy. Nghe thì có vẻ bi quan, nhưng rất thẳng thắn. Anh rất vĩ đại. Ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là gì? Vừa gặp đã yêu. Tỉnh dậy. Chúng ta chụp ảnh đi. Được thôi.
làm gì vậy? Phi Phàm, sao anh lại ở đây? Phi Phàm, Thư Nhã, sao hai người lại ở đây? Vừa rồi tôi thấy không được ổn lắm nên ra ngoài xem sao thì nhìn thấy Thư Nhã. Em cứ cảm thấy kỳ lạ, hình như có thứ gì đó. Dậy rồi à? Chị Thư Nhã, mọi người đi đâu vậy? Chuông đồng hồ đã reo rồi, đi vệ sinh thôi. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát thôi. Thả lòng. Chú rất an toàn, chú hãy tin cháu. Bây giờ chú vô cùng thả lòng. Chú chỉ có thể nghe thấy tiếng của cháu. Mí mắt của chú đã bắt đầu trở nên nặng trĩu, tứ chi cũng dần nặng nề. Thả lòng. Chú rất an toàn. 3, 2, 1. Buổi sáng sớm của 20 năm về trước, chú đã đến bên hồ nước. Tránh ra, đừng náng đường tôi. Không phải anh ta. Anh ta đã nhảy vào hồ. Tôi sẽ giúp anh ta qua đây. Người này hãy gửi về.
Nào, cẩn thận. Đã xảy ra chuyện gì? Thật kỳ quái, khó mà tin được. Hình ảnh về ký ức là cách thức tỉnh thôi miên, nhưng lúc nãy chỉ là mảnh vụn hình ảnh, cho nên bây giờ tôi không biết sự thật ở đằng sau là gì. Vậy chuyện này là như thế nào? Lúc nãy chúng ta đã cùng chú ấy đi vào trạng thái thôi miên, vì vậy những gì chúng ta thấy có lẽ là sự việc chú ấy đã trải qua 20 năm trước. Sao lại như vậy được? Lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản thân chú cũng không biết sao? Có liên quan đến sự cố 20 năm trước của chú. Đúng, đúng. Tôi chỉ nhớ việc sau khi mình tỉnh lại. Chuyện trước đó tôi không hề nhớ một chút nào. Có phải chúng ta đã hôn mê, sau đó mơ một giấc mơ không? Hoặc có thể chúng ta đã rơi vào ảo giác, cũng chính là trải nghiệm gần với cái chết. Nếu không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác, vậy thì giống như lời thôn dân đã nói, chúng ta đã trúng tà. Vừa nãy quả thực giống như đi xuống âm phủ, còn gặp được ba hồn ma. Không được rồi, quá hỗn loạn, quay về lều thôi. Nào, Thư Nhã, may mà thứ này khô nhanh. Alo, giám đốc Trịnh. Thời hạn đã đến rồi. Nội dung kỳ này thật sự rất đặc sắc. Xin hãy cho chúng tôi thời gian vài ngày. Bây giờ tôi phải tăng ca chờ cậu. Xem ra cậu không nộp được bài rồi. Nhưng hôm nay mới thứ năm, bây giờ đã là ngày thứ sáu. Giám đốc Trịnh, giám. Sao ông ấy lại có trường năng lượng sóng điện não mạnh như vậy? Chúng ta không chỉ nghe ông ấy kể lại ký ức, mà còn bị ông ấy dẫn dắt đến hành động thực tế. Điều này đồng nghĩa là chúng ta đã bị ông ấy thôi miên ngược lại. Chuyện này kinh khủng quá. Đúng rồi, Vũ Thần. Phía Trịnh Đạt đã hối chúng ta nộp bài. Tôi thấy hay là cậu quay về ứng phó với anh ta, tránh để mất cả công việc của mình. Tôi và Thư Nhã sẽ tiếp tục ở lại đây. Được, vậy tôi về trước. Có cần thêm áo không? Không sao đâu. Thế nào rồi? Không sao chứ? Đừng lo cho em. Mọi người giúp một tay, thu dọn lều lại. Cứ làm theo như anh nói. Nhưng em sợ làm vậy sẽ làm hại anh. Không sao, ngoại trừ công việc, anh và anh ấy đều như nhau. Anh không sợ anh ấy. Nhanh lên, anh nhớ tìm giúp tôi người họ hàng xa của tôi đấy. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chú Trần, chú sống ở thôn phía trước phải không? Chúng ta đến nhà chú xem đi, xem chú có thể nhớ lại gì không. Đây là thôn trước núi, tôi sống ở thôn sau núi. Phải vòng qua phía sau ngọn núi, rất xa. Nếu đã đến rồi, tôi muốn điều tra đến cùng. Vậy, được thôi. Bố à, về sau hai người đó đều chết sao? Người nữ chết, người nam không thấy đâu nữa. Chỉ có chiếc áo khoác của anh ta trôi trên sông. Người phụ nữ đó bị sát hại thật đáng sợ. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Người chết thì linh hồn cũng sẽ chết, hay là còn đi đâu nữa vậy bố?
Người chết là cái xác không có linh hồn, sẽ không gây bất cứ tổn hại gì đến con. Thật ra đối diện với người chết, điều khiến người ta thực sự sợ hãi là sự cô đơn. Khi con đối diện với cơ thể đã mất đi linh hồn của chính con sẽ rơi vào cô độc. Sự cô độc kinh khủng. Sao thôn này không có người vậy? Người chết, người bỏ đi, còn lại cũng không được bao nhiêu người. Bên trong vốn không hề có người. Đây đều là mộ trống của những thôn dân đã mất tích. Trả con trai tôi lại đây. Trả lại đây. Trả con trai tôi lại đây. Trả lại đây. Trả con trai tôi lại đây. Chính cậu đã giết con trai tôi. Trả con trai tôi lại đây. Chính cậu đã giết con trai tôi. Trả con trai tôi lại đây. Bà đừng như vậy. Trả con tôi lại đây. Cậu ta là ma. Cậu ta là ma. Cậu ta là ma. Trả con trai tôi lại đây. Trả lại đây. Trả con tôi đây. Trả con tôi đây. Cậu ta là ma. Cậu ta là ma. Đây chính là nhà tôi. Đó là gì vậy? Làm con sợ hết hồn. Bây giờ biết sợ rồi sao? Không phải trước đây rất tò mò sao? Sao lại có con chuột hai đầu vậy? Có thể là do đột biến gen. Đi thôi. Từ Mộng, con qua nhà hàng xóm tìm xem có gì có thể ăn được không, sau đó bố sẽ chuẩn bị thức ăn. Vâng, chú ý an toàn đấy.
Hai người ăn xong thì nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó cô dùng thuật thôi miên thử với tôi lần nữa, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nhớ khi quay về thôn, mọi người đều nói tôi đã mất tích mấy ngày. Tôi đã hôn mê tối đó, và khi tôi tỉnh lại, người khác đều nói tôi đã ngủ 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì tôi đều không nhớ, chỉ nghe nói có mấy người thôn dân ban đêm biến mất trong giấc mơ của họ. Có người nhà của một thôn dân bị mất tích nói, vào tối hôm xảy ra sự việc đã nhìn thấy tôi ở chung với một bóng ma từng xuất hiện ở gần nhà họ. Nói tôi đã nhìn thấy kẻ giết người ở trên núi, bị hồn của người phụ nữ bị giết nhập vào cơ thể chúng ta. Hồn ma sai khiến tôi đưa người thân của họ đi. Thôn dân tránh tôi như là tránh ôn dịch vậy. Tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được, chú Trần, cháu sẽ cố gắng hết sức. Em nghỉ một lát nhé. Được. Thư Nhã, không ổn cho lắm. Chú Trần, chúng cháu vào trong xe lấy chút đồ. Đúng thế, túi của cháu để ở trong đó, lát nữa chúng cháu sẽ quay lại. Vậy hai người chú ý an toàn. Được. Anh đừng quên chuyện đã hứa với em đấy. Cho em làm chủ biên. Không quên đâu. Xong việc rồi à? Đây là bản thảo tôi đã chỉnh sửa lại trên máy bay. Anh xem đi. Vị trí chủ biên phải là để cho tôi làm. Không có đến phiên người làm gái như cô. Anh mắng ai làm gái hả? Thôi bỏ đi. Lẽ nào cô không phải ư? Đúng, tôi làm gái. Cho anh tức chết, cho anh tức chết. Xem kỹ cái này đi. Chút chuyện xấu này của hai người căn bản không là gì đối với tôi. Bởi vì người tôi yêu vốn dĩ không phải là cô. Tôi biết Vũ Thần muốn hai người điều tra chân tướng sự việc dân làng mất tích, tìm được chứng cứ có liên quan đến tôi thì sẽ giao tôi cho cảnh sát báo thù cho người thân của cậu ta. Tôi đoán không sai chứ? Không phải vậy đâu chú Trần. Chúng tôi thật sự đến đây để điều tra ra chân tướng. Tình trạng của chú lúc đó có khả năng là chứng cuồng loạn. Chứng cuồng loạn là một bệnh thuộc về bệnh tâm thần. Vậy nên cho dù chú có liên quan đến các dân làng mất tích đó thì cũng sẽ không phán chú có tội được. Với lại, chuyện này kỳ lạ như thế, mọi người đều muốn biết được chân tướng. Lẽ nào chú không muốn chứng minh bản thân mình vô tội sao? Đương nhiên là muốn. Cho nên hai người phải thành thực phối hợp. Tư Mộng, cầm lấy dao, trông chừng bọn chúng. Thôi miên tôi, cầm lấy. Nếu chân tướng sự việc không có lợi cho chúng ta, thì bọn họ cũng không thể giữ lại được chứng cứ gì. Chú Trần,
Chú thấy đấy, cần phải tin tưởng lẫn nhau, thả lỏng thì mới có thể thôi miên được. Chú trói chúng cháu thế này, chú không có cảm giác an toàn. Chuyện này không được đâu. Trái lại, bởi vì trói các người, tôi mới có cảm giác an toàn. Bớt nói nhảm đi, mau bắt đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Chúng ta bắt đầu đi. Nhìn vào tôi. 3 2 1. Hai mươi năm trước, đêm hôm đó, lúc chú xuống núi trở về nhà, chú đang làm cái gì? Tôi đang nằm trên giường. Tư Mộng đang nằm bên cạnh tôi. Là người hay là quỷ? Không, không, con gái tôi vẫn còn nhỏ, tôi không thể đi với các người. Sư Mộng, Sư Mộng, Sư Mộng, em có biết bố em thế này là đang phạm pháp không? Đưa những người sắp chết đi, mau cởi trói cho bọn anh sẽ không làm hại em. Tôi dẫn anh đi tìm bọn họ. Sư Mộng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy bố nói những gì? Hình như có người muốn dẫn bố đi. Bố không muốn đi theo bọn họ. Sau đó bố để bọn họ đưa người sắp chết đi. Bố còn hỏi bọn họ là người hay là quỷ. Chú Trần, lần này chúng tôi không bị cuốn vào trong giấc mơ của chú, cho nên không có cách nào phán đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng tôi có thể giúp chú chứng minh chú bị sức mạnh kỳ lạ nào đó điều khiển. Những người dân làng đó không phải do chú làm hại, Tư Mộng cũng có mặt có thể làm chứng. Chú có thể thả chúng tôi ra không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không biết gì cả? Em nói, có phải là bởi vì người phụ nữ đó ngoại tình mà người đàn ông đã giết chết cô ta rồi tự sát không? Anh sao thế? Anh muốn giết em hay là cho em ăn táo? Yên tâm đi, anh đâu có kích động như vậy. Nhưng 20 năm trước, người đàn ông đó thì không dám chắc. Vừa nãy em thật sự có cảm giác anh muốn giết em, chỉ là anh khống chế được lý trí. 20 năm trước, có lẽ người đàn ông đó không lý trí được như vậy. Yên tâm đi, anh sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng anh cũng không muốn kết thúc không rõ ràng như thế này. Không có kết thúc thì sẽ không có khởi đầu mới. Có lúc thật sự không biết em đang nghĩ gì. Em nói, nếu có thể đọc được suy nghĩ của con người có phải tốt hơn không? Có lẽ anh không đau khổ như bây giờ. Anh yêu, những trải nghiệm trong quãng thời gian này khiến em cảm thấy thế giới này rất thần bí. Chúng ta đều rất nhỏ bé. Chút tình cảm nam nữ này không đáng để anh phải đau khổ.
Tốt hơn là hãy suy nghĩ xem bản thảo của anh nên viết như thế nào. Không có đầu mối. Thôi miên lần này không thành công. Ký ức của Trần Bảo Toàn quá mơ hồ. Có điều, ở lần thôi miên trước đó, khi anh đã thấy em và Lý Thần ở trong rừng, hình như anh nhìn thấy được mấy cái bóng khả nghi. Lúc đó anh thật sự còn cho rằng đã nhìn thấy ma. Em nói, đó có phải là bóng của ai đó bị từ trường đặc biệt nào đó ghi lại, sau đó tái hiện lại trong hoàn cảnh đặc biệt 20 năm trước? Vì sao người đàn ông đó lại muốn giết người phụ nữ đó? Có phải liên quan đến vu thuật không? Truyền thuyết dân gian nói có rất nhiều người biết sử dụng vu thuật, lấy mạng sống của người khác để kéo dài mạng sống của mình. Đừng liên hệ vớ vẩn. Theo như em nói thì là ai đang cố kéo dài mạng sống của mình? Bản thân Trần Bảo Toàn, hay là ông ta bị người khác lợi dụng giúp người khác kéo dài mạng sống, hay là nói cùng nhau gây án mạng? Không được, chúng ta phải đi thêm một chuyến nữa, Thư Nhã. Anh sẽ không làm tổn thương em, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người thứ ba đó. Ăn sáng đi rồi chúng ta xuất phát. Chèo thuyền một lát rồi chúng ta trở về. Được. Phàm, sao thế? Trong rừng, dưới vách núi, trong hồ nước, từ trường, ba chỗ này không bình thường, đều là những nơi chúng ta gặp phải hiện tượng kỳ lạ trước đó. Thư Nhã, nếu hai chúng ta có thể sống cả đời ở nơi có cảnh đẹp thế này, thì em có bằng lòng không? Thật ra ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là ở cùng với ai. Tình yêu là gì? Chính là thứ cảm xúc mãnh liệt, ngắn ngủi, phản ứng của hormone mà thôi. Thế giới này có cái gì là vĩnh hằng mà chúng ta có thể khống chế được sao? Đó là bởi vì xã hội hiện nay quá hỗn loạn. Trong lòng mỗi người đều dựng lên một bức tường. Tình yêu biến chất, không còn đơn thuần nữa. Càng không tin tưởng thì càng khát vọng có được. Anh đã từng như vậy, nhưng sau khi anh gặp được em, anh đã thay đổi rồi. Anh muốn mãi mãi được ở bên em. Có điều em rất chán ghét cuộc sống như bây giờ.
Em muốn tìm kiếm một sự thay đổi mới mẻ. Cẩn thận dưới nước có yêu quái ăn thịt anh đấy. Vậy anh sẽ đi đến một thế giới mới. Dù sao em cũng không yêu anh. Kết thúc của thế giới này chính là kết thúc của sự đau khổ. Kết thúc của thế giới này chính là sự khởi đầu ở một thế giới khác. Phi Phạm, Phi Phạm, anh đang ở đâu? Anh đừng làm em sợ. Phi Phạm, Phi Phạm, mau lên Phi Phạm, lên đây. Phi Phạm, anh không sao chứ? Anh làm em sợ muốn chết. Không sao. Nhưng may mà có con dao móc trên sợi dây của em. Anh đã dùng nó cắt đứt dòng rêu quấn vào chân, anh mới có thể thoát được. Dao gì thế? Em làm gì có con dao như vậy? Đã rỉ sét hết rồi. Hình như đây là con dao người đàn ông thần bí đó đã dùng. Không được, quá kỳ lạ. Trở lên bờ trước đã. Anh lại nhìn thấy cái bóng kỳ quái đó. Phi Phạm, nào, làm ấm người đi. Nóng đấy, cẩn thận. Thư Nhã, anh muốn hỏi em một vấn đề. Tại sao em rời khỏi anh? Thực ra lúc em cứu anh, anh có thể cảm nhận được em vẫn còn yêu anh. Phi Phạm, hứa với em chuyện này. Chuyện gì? Bất luận người thứ ba là ai, đừng làm hại anh ấy. Tất cả đều là lỗi của em. Là em đã yêu người khác. Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây. Phi Phạm, đừng đánh nữa. Phi Phạm, dừng tay. Đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thả tay ra. Thư Nhã, nhặt tờ giấy rồi mau chạy đi. Sao lại là chú? Lẽ nào những người đó đều là chú giết? Tôi không biết bọn họ có phải do tôi giết hay không. Tôi không nhớ rõ. Bây giờ tôi muốn giết hai người. Hai người không chịu dừng lại,
chính là muốn điều tra ra được bằng chứng mới để chứng minh tôi đã làm chuyện ác, báo thù thay cho người thân của Lý Thần. Tôi còn phải chăm sóc cho con gái tôi. Tôi không thể bị bắt được. Tôi không thể. Các người, lần trước ở trong làng có con gái tôi ở bên cạnh, nên tôi không dám ra tay. Tôi không thể để con bé trở thành đồng phạm. Đây đều là do các người ép tôi. Vũ Thần đã thay thế vị trí của cậu. Không sao, dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi. Này, anh trở về rồi. Cậu bớt đi. Lúc ở trên núi, tôi biết là cậu đã bịa ra những chuyện ma quỷ, hòng muốn tiếp cận Thư Nhã. Từ lúc bắt đầu, cậu đã gài bẫy để tôi đi điều tra Trần Bảo Toàn. Lỡ như tôi thật sự điều tra Trần Bảo Toàn đã làm những gì, thì tôi còn mạng để sống sao? Sau đó cậu sẽ nhân cơ hội vạch trần ông ta, báo thù cho người thân của cậu, thủ tiêu tôi, thủ tiêu Trần Bảo Toàn, cướp lấy công việc của tôi, cướp lấy vợ của tôi. Một ná bốn chim, cậu mãn nguyện rồi chứ, kẻ thứ ba hèn hạ. Anh mới là người thứ ba. Không sai, là tôi muốn cướp Thư Nhã trở về, bởi vì tôi yêu cô ấy trước. Sinh nhật vui vẻ, Vũ Thần sinh nhật vui vẻ. Rất khí phách đấy. Thú cưng mới của chị đấy. Chị đặt tên cho nó rồi, tên là Tiểu Hồng Lang. Rất hợp với chị. Hôm nay là sinh nhật tôi. Làm bạn gái tôi đi. Đây sẽ là món quà sinh nhật quý giá nhất của tôi. Sợ rằng chị lại phải đả kích tâm hồn trẻ thơ của cậu rồi. Đã nói với cậu biết bao lần, chị không thích con trai non nớt. Cậu không phải mẫu người chị thích. Có điều, nếu ngày nào đó cậu có thể dựa vào năng lực của bản thân, làm được chức chủ biên, có lẽ chị sẽ suy nghĩ lại. Sinh nhật vui vẻ. Nào bánh kem, sao mừng thọ. Tôi tin là cậu đã từng nghe câu nói này. Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Tôi quyết định rút lui. Đứng lại. Có thứ tình yêu gọi là rời xa. Có lẽ anh nên biết được tối hôm đó ở trong rừng chúng tôi đã nói những chuyện gì. Rời khỏi Phi Phàm đi. Tôi yêu chị hơn anh ta. Tôi sắp lên làm chủ biên rồi. Tôi nói với cậu một chuyện. Đừng nói với Phi Phàm được chứ? Tôi xin thề. Tôi bị ung thư máu. Tôi nói với Phi Phàm, tôi đã thích người khác. Trước khi anh ấy phát hiện, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi anh ấy. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy đau khổ, càng không thể liên lụy anh ấy, cậu hiểu không? Chị đừng cử động. Sao bây giờ cậu mới nói với tôi? Chúng ta hòa nhau. Thư Nhã. Thư Nhã. Phi Phàm, em đã giúp anh làm xong hết mọi chuyện. Em đi đây. Đừng đau buồn vì em, không đáng đâu. Tiểu Hồng Lang để lại cho anh. Tìm một người bạn gái mới. Quên em đi. Hãy nhớ, không có kết thúc thì sẽ không có khởi đầu mới. Em đi đây.
Em đi đây. Tuyệt vọng mới chọn rời đi. Có hy vọng thì phải ở lại đối mặt. Em biết anh làm như thế đều là vì em, vì nhiều người hơn. Em sẽ mãi mãi bên anh. Mãi mãi. Năm 2024, địa điểm mới công ty khoa học kỹ thuật Internet. Tính cách con người từ xưa tới nay đều hướng về sự thật, cái thiện và cái đẹp. Đi kèm theo đó là giả dối, cái ác và sự xấu xí. Theo sự tiến hóa dài hàng nghìn năm, có lẽ điều này sẽ dần dần thay đổi. Nhưng mục đích nghiên cứu của chúng ta chính là để đẩy nhanh tiến trình này. Nhân loại có lẽ phải dựa vào chính mình để hoàn thiện và cứu rỗi bản thân. Phi Phàm, cậu sẽ rất khó tìm được nhà đầu tư. 10 năm rồi, nhìn bọn tôi đi. Ở đây có người là cấp dưới của cậu trước kia. Giá trị con người cậu ấy hiện nay đã đạt đến mấy tỷ rồi. Cứ tiếp tục u mê, cậu sẽ lãng phí cả cuộc đời này không chút ý nghĩa. 10 năm trước, cậu bất chấp tất cả từ bỏ công việc, bị ma quỷ ám ảnh đi nghiên cứu hạng mục này. Cậu quá không thực tế. Đây không phải là chuyện chúng ta một đời người, hai đời người có thể nhìn thấy được kết quả. Đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa và giá trị thương mại nào. Đúng rồi, nghe nói tinh thần cậu có chút vấn đề. Xuất hiện ảo giác, bây giờ ổn rồi chứ? Đừng tiếp tục lo những chuyện không đâu nữa. Chúng ta phải thiết thực hơn một chút, sống vui vẻ mỗi ngày. Buông thả là bản năng của sinh mệnh sống.
Cho dù như vậy, có nghĩa là đã thoái hóa hay thậm chí phải trả giá tự hủy diệt bản thân. Với tư cách là những sinh mệnh trí tuệ như chúng ta, phải có đầy đủ năng lực đoán trước được những nguy cơ trong tương lai, từ đó tránh được tình cảnh tự hủy diệt bản thân. Nhưng thường loại năng lực này bị che giấu bởi nhược điểm trong tính cách của mọi người. Hạng mục này của tôi trên thực tế chính là sự cứu rỗi bản thân của nhân loại. Chúng ta không thể ngu xuẩn chỉ tập trung vào cuộc sống ở hiện tại. Cho dù cậu thành công về mặt vật chất, nhưng lại đang thoái hóa về mặt tâm hồn. Tôi thường tự hỏi bản thân hai vấn đề. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu? Tôi nên sống cuộc đời này như thế nào? Rốt cuộc chân tướng của sự việc 10 năm trước là gì mà có thể biến anh thành một người hoàn toàn khác? Lẽ nào anh cũng bị chúng ta? Đây đều là các người ép buộc ta. Thư Nhã, nhặt tờ giấy lên và đọc đi. Anh đã phát hiện được ở trong cán dao. Bố, con xin lỗi. Con không thể làm tròn lời đã hứa với bố, bảo vệ tốt cho Lucy. 10 năm nay mỗi ngày, con đều tìm kiếm và chờ đợi Lucy. Con có thể cảm thấy cô ấy giống như một âm hồn thường xuất hiện trong giấc mơ của con. Xin hỏi giáo sư Lô Chính Minh có ở đây không? Trong cõi tối tăm u ám nói cho con biết, cô ấy nhảy xuống vách núi để tự sát. Nhưng giây phút nhảy xuống đó, may mắn thay, trong nháy mắt cơ thể của cô ấy đã xuyên qua con đường đi đến thế giới đa chiều do những sinh mệnh trí tuệ mở ra. Họ đã giúp cô ấy cấy ghép tư duy vào thân thể mới, không còn là dáng vẻ loài người. Bảo con đừng đợi cô ấy nữa. 10 năm rồi, cô ấy lại xuất hiện ở ngay chỗ cô ấy đã nhảy xuống, giống y như 10 năm trước, chỉ là biến thành người thực vật. Chỉ ở thế giới bên kia một vài ngày, cô ấy đã đưa thân xác cũ quay trở về. Là vì muốn nói cho con biết tất cả đều là thật. Để con đừng đợi cô ấy nữa. Con không có cách nào tiếp nhận sự dày vò và sự thật như thế này. Con quyết định đi tìm cô ấy. Chỗ này rất thần bí. Dưới vách núi, trong hồ nước, trong rừng, đều là con đường đi đến thế giới đa chiều. Tin nhắn của Lucy gửi cho con. Nếu ngày mai trong quãng thời gian rạng sáng nhảy từ vách núi xuống hoặc là xuất hiện trong hồ nước, sinh mệnh thần bí trí tuệ sẽ dùng năng lượng của họ giúp con mở ra con đường vừa đủ cho một người đi qua trong nháy mắt. Lúc đó con sẽ rời khỏi đây. Ở đó rất nhiều người trái đất mắc phải bệnh nan y đều bị xem như đối tượng nghiên cứu, được chữa trị cho khỏi hẳn. Ở đó bọn con sẽ không cô đơn. Bố bảo trọng nhé. Roger là học sinh giỏi nhất của tôi năm đó. Sau này, nó lấy con gái tôi là Lucy. Hai đứa nó rất yêu thương nhau. Năm 1984, nước Mỹ công ty y dược. Hai đứa ra nước ngoài du học. Sau này, lại làm nghiên cứu ở một công ty y dược nước ngoài. Thực nghiệm của chúng ta thành công rồi. Tốt quá. Điều này có nghĩa chúng ta có thể sử dụng gen khác biệt của cùng một loài vi sinh, sinh sản ra gen virus có tính đối kháng. Vậy không phải là có thể loại bỏ mục tiêu có hại, không còn làm hại côn trùng có ích. Đúng, em giúp anh chỉnh lý lại những tài liệu này. Ngày mai, anh đưa cho chủ nhiệm. Được, được rồi, anh ra ngoài hít thở chút không khí đây. Ngày mai có thể Roger sẽ nộp lại bản báo cáo nghiên cứu và đề tài nghiên cứu về cách điều trị virus từ bộ phận khác cũng sẽ kết thúc sớm. Kế tiếp, chúng ta có thể sắp xếp mục tiêu virus cho Trung Quốc và sản xuất thuốc điều trị với số lượng lớn nhất. Chúng ta sẽ xây dựng nhà máy ngay tại Trung Quốc. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Lucy, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Một hai câu không thể nói rõ ràng được. Lát nữa anh sẽ từ từ nói với em được không? Được. Chuyện anh nói là thật ư? Tuyệt đối là thật. Nơi họ sản xuất gen virus và thuốc điều trị tương ứng được bố trí ở Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều chẳng hay biết gì. Cách làm của bọn họ quả thực là khiến cả nhân loại tức giận. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trở về Trung Quốc, ngăn chặn tội ác của họ. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org.
vùng núi phía Bắc Trung Quốc, nhà máy sản xuất của công ty y dược nước ngoài. Đi theo anh. Ở bên kia. Cố gắng một chút, anh đi lấy cho em ít nước. Lucy, đây chính là câu chuyện 30 năm trước. Kể từ khi Lucy mất tích một cách bí ẩn, Roger đã tố cáo nhà máy sản xuất thuốc của nước ngoài với chính quyền địa phương. Chính quyền đã niêm phong và đóng cửa nhà máy sản xuất thuốc đó. Nhưng nghe nói trước khi nhà máy sản xuất thuốc đó đóng cửa, nơi đó đã bị ô nhiễm và nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Nguồn nước, đất đai, thậm chí không khí ở đó đều bị ô nhiễm. Vì thế mà rất nhiều người dân trong làng mắc bệnh ung thư và rất nhiều loài sinh vật bị biến dị. Roger đã thề sẽ chờ đợi ở nơi mà Lucy đã mất tích, đợi đến khi con bé quay trở về, sẽ dẫn nó đến gặp tôi. Vì thế, Roger đã ở lại đó làm người bảo vệ rừng, vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi.
chờ đến tận 10 năm trời. Nhưng có người lại nói nó bị bệnh tâm thần, giết Lucy, sau đó tự mình trầm mình xuống hồ tự sát. Điều này sao có thể chứ? Tôi cảm thấy nó đã nói với tôi, bọn nó vẫn còn sống. Chuyện này tôi có thể cảm nhận được. Hai đứa nó thật sự đã chịu khổ rồi, nhưng tình yêu của nó đối với Lucy cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Khi chúng ta ngày càng già yếu, thế giới sẽ ngày càng trở nên tối tăm. Lẽ nào kết thúc của một sinh mệnh đã định trước là kết thúc bi kịch? Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở đâu? Sinh mạng trí tuệ có được không gian sinh tồn mới thông qua sự tiến hóa tích cực. Hưởng thụ và phóng túng thế nào cũng dẫn đến sự thụt lùi. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt. Tôi hiểu rồi. Trần Bảo Toàn trượt chân ngã xuống vách núi, đã chiếm và sử dụng con đường chỉ dành cho một người qua đường, nên Roger chỉ đành trầm mình xuống hồ sử dụng con đường dưới nước. Nhưng Trần Bảo Toàn sau khi qua đó bị phát hiện không phải Roger, nên bị đưa trở về. Nói cho đúng thì không phải là ma quỷ, mà là Lucy và những sinh mệnh trí tuệ thần bí đã giúp đỡ họ, không phải ông ta. Anh ấy nhảy xuống hồ rồi. Tôi giúp anh ấy đi qua. Đưa người này trở về đi. Chẳng trách lúc đó anh không nói với bất kỳ người nào, bởi vì sẽ không có ai tin. Còn nhớ bố của tôi không? Ông ấy đã qua đời vì bệnh ung thư máu. Nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào cứu sống được ông ấy. Tôi thừa kế tất cả tài sản của bố tôi. Lúc bố tôi còn sống, hy vọng tôi có thể đầu tư vào khoa học, một ngày nào đó có thể cứu được nhiều bệnh nhân giống như ông ấy. Tôi đã mua 51% cổ phần công ty khoa học kỹ thuật, bây giờ là cổ đông lớn nhất ở đây. Tôi có quyền lực biểu quyết tuyệt đối. Cùng lắm thì tôi bán cổ phần để giúp đỡ anh. Rất nhiều người tư tưởng bị giam cầm trong thân xác bởi hiện thực cuộc sống, không cách nào hiểu được người ngộ ra đi trước giống như anh đây. Anh có nhớ không? Anh từng nói chỉ cần có chút hy vọng thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Anh có thể cảm nhận được em đang kể bên dõi theo anh, cùng anh chờ đợi một sự bắt đầu mới, cho dù ngày đó không tồn tại. Em trở về rồi. Sao em biết được nếu từ vách núi nhảy xuống thì con đường đó nhất định sẽ mở ra? Em cũng không biết. Nhưng nếu lùi bước thì cũng sẽ không có hy vọng sống sót nào, càng không thể ở bên anh cả đời này. Nhảy xuống hay ngã chết, hoặc sẽ có một cơ hội sống sót trở về tìm anh. Cho nên em không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh cũng từng đứng đó do dự có nên nhảy xuống hay không. Tuy rằng có thể nhìn thấy em ngay lập tức, nhưng càng có khả năng là sẽ ngã chết, rời xa em mãi mãi. Không nhảy thì dù gì cũng sẽ có một tia hy vọng đợi được em trở về. Vì một tia hy vọng này, anh chọn lựa quyết không bỏ cuộc. Chúng tôi đến từ thế giới đa chiều. Bóng ma bạn nhìn thấy chính là chúng tôi. Chúng tôi thông qua cảm ứng tâm linh để tiến hành giao tiếp, nhìn thấy được suy nghĩ của bạn. Có những sinh mệnh trí tuệ cao cấp hơn chúng tôi đang tồn tại ở một không gian khác còn cao cấp hơn. Bọn họ giống như người chấp pháp, sẽ đi giúp đỡ và bảo vệ những sinh mệnh tiến hóa biết hướng thiện. Ngược lại, sẽ hủy diệt những sinh mệnh ác độc. Mau đi đi. Vâng.
Hoan nghênh anh chị đã đến đây. Sao em biết chúng tôi thích món này? Em biết cảm ứng tâm linh. 10 năm rồi, sao em chẳng thay đổi gì cả? Rốt cuộc năm nay em bao nhiêu tuổi? Tuổi ở trái đất là 30, tuổi ở vũ trụ chỉ mới có 3 tuổi. Cho nên bây giờ em vẫn còn là một đứa bé. Nhưng 30 năm trước em đã 5 tuổi rồi mà. Đó là chị em. Sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn công tác ở tỉnh. Đột nhiên có một hôm em xuất hiện trước mặt bố em, liền được ông ấy nhận nuôi. Vậy mẹ em đâu? Mẹ em 30 năm nữa mới đến thăm em. Bố em cũng đang chờ đợi ngày đó. Có một thứ tình yêu vĩ đại gọi là chờ đợi vì em.